chú Tùng trông xe. Lại là mày à? Cháu cứ gặp cái mặt mày mà tao thấy bất an thế nhỉ? Chú chú cứ kêu cháu. À mà chú, cháu nghe nói chú trông xe giàu lắm phải không chú? Mày hỏi làm gì? Đúng người giàu, toàn xe xịn xe sang, cái bãi xe rộng mênh mông như thế này, cả cái bãi xe mà cháy chắc là cháy to lắm chú nhỉ? Ôi con này, điên à? À, chú này. Gì? Chú làm bên trong xe cả đêm như thế, không được ngủ thì có mệt không hả chú? Ờ, thì cũng mệt cháu ạ. Nhưng trong xe trách nhiệm nghề nghiệp không thể nào mà bỏ được. Đúng rồi, ngủ làm sao được? Chú mà ngủ á, trộm nó vào nó bẻ hết thương á, có mà đến ốm. Ủa mày không có phải nhỉ? Ôi, chú xin lỗi. À mà chú ơi, thế hai cụ nhà mình còn khỏe không hả chú? Chắc hai cụ cũng nhiều tuổi rồi chú nhỉ? Hai cụ nhà chú ấy cũng nhiều tuổi rồi mà chú ấy chưa làm được cái gì để báo hiếu cả cháu ạ. Đúng rồi, chú phải để ý các cụ vào, tầm tuổi này là nhanh đi lắm đấy. Tao thông cái chổi ông mô mày. Ô, ông này đi đâu nhỉ? Mình sang xin lỗi ông ấy chuyện lần trước chả thấy đâu à? Ô, kéo xe bẩn thế. Trời ơi, đúng là người sao để xe vậy. Khủng. Để mình rửa cái xe này, coi như là lấy lòng ông ấy. Ông ấy về thấy xe sạch sẽ sẽ bỏ qua hết cho mình ngay. Kết cục. Rồi, xe bẩn thế. Đúng là người sao xe vậy. Xem nào. Ôi dồi ôi này. Ô cái con này, mày làm gì cái xe của tao thế kia? Cháu thấy xe chú bẩn quá, cháu rửa xe của chú lắp xong rồi, yên tâm. Thôi thôi thôi. Mày rửa vậy hỏng hết xương xe của chú. Cháu thấy có sao đâu. Lần sau nhá, biết thì đưa tớt, không biết rửa cột nó nghe. Thế thì rửa xe thế nào mới đúng hả chú? Nghe đây này, những lưu ý rửa xe để bảo vệ sơn của xe. Thứ nhất, tần suất rửa xe hợp lý nhất là 2 tuần một lần. Thứ hai, trong quá trình rửa xe cần lưu ý như sau: không rửa xe dưới ánh nắng mặt trời vì lớp sơn xe rất dễ bị xước và bong chóc khi chịu nhiệt độ cao. Tiếp đến, cần sử dụng rẻ lau mềm, tốt nhất là khăn chuyên dụng để rửa xe. Tiếp theo, cần sử dụng xà phòng chuyên dụng, tuyệt đối không sử dụng những chất tẩy rửa mạnh. Không nên sử dụng vòi xịt có áp suất quá cao và quá gần, dẫn đến hư tổn lớp sơn xe. Đấy, nó phải thế. Giời ơi, chú lắm chuyện quá. Cháu dùng cái này ở nhà tắm mót chó cháu suốt, có sao đâu. Sao mày có thể vô duyên như thế được nhỉ? Cháu thấy bao nhiêu ông chăm xe như gì, thế đi ra đường công an ăn bớ như thường ấy thầy. Mày có tin là mày nói câu nữa, tao cho mày biết cái quan điểm về thế nào là bình đẳng giới của tao. Thì thôi, cháu không nói nữa. Mà chú chạy xe cho cẩn thận vào đấy. Đợt này cháu thấy nhiều vụ tai nạn lật xe lắm đấy. Lông lắm vậy đi chứ. Anh ơi, anh cái gì? Anh có thể... Có thể cái gì? Xin xỏ cái gì? Anh, sao anh làm thế? Em cứ để anh xử lý cái bọn này. Sao? Phan vợ gì? Nói đi. Em thấy anh ngồi đây cũng lâu rồi ấy, anh có thể... Em thấy chưa? Sức dài dài rộng thế kia, bụng thì to thế mà phải đi xin lòng thương hại người khác. Mà chắc gì đã khó khăn thật. Anh nói cái gì vậy? Em đừng để bọn này lại lòng tin, không tốt đẹp gì đâu. Ô kìa anh, khổ quá. Khổ cái gì? Ai anh em phường lừa đảo đâu. Anh hiểu nhầm ý tôi rồi. Ý tôi là... Ý ông là cái gì? Ý ông là ông đang kể vợ ông hiếu qua đông tơ đúng không? Tôi lạ gì cái văn của các hạng người như ông này. Khổ quá, mày có yên để tao nói không? Ôi mày ngồi đây lâu lắm rồi, mày trả tiền cho tao còn về. Mày lượt ra ngoài cho tao đóng cửa bánh xe. Ồ, chú là trông xe đây à? Khổ quá, thấy chưa? Nói thì không cho anh nói cùng, cứ nhảy vào một cái khác không? Mày có thấy không? Nhìn cái gì? Mày không thấy người giàu bao giờ à? Có xin không? Tao cho. Dạ, tao xin lỗi ạ. Khổ không gầm mà chúng mày tưởng là mèo Hello Kitty à? Thôi mà em cháu, đừng giận nữa. Giận gì giận lâu thế? Chú Tùng trông xe, chú có tình cảm thật với cháu không đấy? Ngày xưa chú nói ngon nói ngọt với cháu thế cơ mà. Có, tình cảm thật. Thế sao cháu đi có mấy hôm mà chú đã có em cháu mới rồi? Chú đúng là lưỡi không xương, chăm được lắt lẻo. Khổ quá, bao lần tán tỉnh em cháu, tặng quà. Em cháu có cho chú cơ hội nào đâu. Chứ chú nghĩ cứ tán tỉnh là tặng quà là được à? Thế chú phải làm gì nữa? Con gái bọn cháu cần những người đàn ông nào mà có thể giang tay che chở cho mình những lúc nguy cấp chú ạ. Đấy là một người đàn ông thật mạnh mẽ. Được rồi, chú hứa với em cháu, từ nay nhá, chú sẽ bảo vệ em cháu nha, bất kỳ lúc nào em cháu cần. Đúng chú. Thật. Chú hứa đi, hứa cháu mới tin. Chú hứa, em cháu cứ yên tâm. Em xin các anh, em hứa là
là em có tiền em sẽ trả anh ngay ạ. Mày hứa bao nhiêu lần rồi, thế định bao giờ trả hả? Làm mai em trả ạ. Trông mặt em uy tín như này cơ mà. Ôi chú ơi, chú kêu cháu. Làm sao đây? Làm sao? Ai hốt mà. Chú Tôn. Ơ, này em cháu, mày làm gì mà uốn éo cứ như con dở người. Cháu đau lưng quá chú ạ, đau không chịu nổi mất luôn ý. Thì tối qua mày làm gì mà bây giờ vẫn đau lưng? Hàm hố nó vừa vừa thôi, còn giữ gìn sức khỏe nữa cháu ạ. Do cháu ngồi lái xe từ trên quê lên, quãng đường xa quá nên là cháu đau lưng rồi. Chắc là do ngồi sai tư thế chú ạ. Ô, thế mày học hành kiểu gì đây? Rõ ràng hôm ở lớp dạy lái xe bất ổn, tao đang dạy mày cách chỉnh tư thế ngồi lái ô tô rồi cơ mà. Chú dạy khó hiểu bò sư à. Nhớ thì quá hiểu được. Thảo nào cháu bao giờ đi học viện. Ôi con này, mày không hiểu thì mày phải hỏi lại chú. Sao bây giờ mày lại sỉ nhục tao? Thì khó hiểu thì người ta chả bảo khó hiểu. Nói sai gì ạ? Chú thử nhắc lại cho khán giả xem khán giả có hiểu không nào. Học đã dốt thì nhờ thầy dạy lại đi. Lại còn thách đố nữa. Tao ấy lại còn đẻ ra cả mày nữa thế này. Nghe này, cách chỉnh tư thế ngồi lái ô tô để không bị đau lưng. 1. Chỉnh ghế tiến hoặc lùi sao cho chân hơi cong khi nhấn ga. 2. Ngồi sao cho khoảng cách giữa mép ghế và chỗ gập sau đầu gối bằng hai ngón tay. 3. Nâng độ cao của ghế sao cho hông ngang với đầu gối. 4. Điều chỉnh lưng ghế nghiêng khoảng 100 độ. 5. Điều chỉnh tựa đầu ghế ngang với đầu. 6. Điều chỉnh vùng đỡ thắt lưng sao cho phù hợp với đường cong của lưng. Cái này áp dụng trên xe có ghế lái hỗ trợ chỉnh vùng đỡ thắt lưng. Ngoài ra ấy, hạn chế vận động mạnh về đêm này. Không cái lưng này còn đau nữa. Này, chú lúc nào cũng nghĩ về cái đấy về cháu ấy nhở? Chú cháu hiểu gì đấy? Ô cái con này, mày dở người à? Hôm nọ ấy, tao thấy mày chạy bộ buổi tối không tốt cho sức khỏe đâu. Tao ấy là tao giận không vận động nhiều buổi tối. Mày nghĩ gì đây? Cháu là cháu đang nghĩ cái điều mà các bác khán giả đang nghĩ tới các bác nhờ. Ôi con này, sao tự dưng phanh gấp thế? Thôi xong rồi, mày ăn cơm trước kẻng phải không? Không, hình như cháu say xe chú ạ, người cứ nồn nào quá đây này. À, không phải ăn cơm trước kẻng. Nhưng mà ngồi lái xe thì làm sao mà say xe được? Đúng là mày ăn cơm trước kẻng đúng không? Mày khai nhanh mấy tháng rồi. Đã nói là không phải, chắc là do cháu mới lái, chưa quen nên là say xe thôi. Cái đầu óc chú toàn ba lăng nhăng đấy nhở? À, say xe. Thế thì lần sau lên xe, hãy nhớ những cách này để giảm say xe này. Cách chống say xe hiệu quả. 1. Nhìn ra ngoài trời, giúp định hướng lại để có cảm giác thăng bằng. 2. Nhắm mắt và ngủ một giấc giúp thư giãn. 3. Nhai kẹo cao su. 4. Sử dụng gừng cũng có thể giảm được say xe hiệu quả. 5. Lắp thêm những cái thiết bị có thể lọc được không khí ở trên xe, khử mùi xe cũng như là tạo không khí trong lành trên xe của bạn. Có thể kể đến hệ thống phun nước hoa và lọc không khí Hazachi giúp chúng ta có một không khí trong lành trên xe ô tô. Hazachi giúp lọc không khí và bụi bẩn, diệt khuẩn, khử mùi xe hiệu quả, hương thơm tự nhiên, tươi mát và an toàn, đảm bảo sức khỏe cho bạn và gia đình. Đấy, mày phải nghe chú, lắp mấy cái này vào. Ơi con này, tao đang dạy cho mày cách giảm say xe trên ô tô mà sao mày vuốt điện thoại, mày khinh tao. Gớm nữa, chú cơ hội chết thì được. Hớ ra cái là quảng cáo được ngay bộ phun xương nước hoa và hệ thống lọc không khí Hazachi giúp lọc bụi bẩn khử khuẩn hiệu quả. Sao chú biết cái bộ phun xương Hazachi? Phải có xích chú hôi chứ. Khi cháu say xe là do xe chú có mùi hôi đấy. Hazachi, như thật. Này em cháu. Sao đấy chú? Thế học lái xe rồi, đã quyết định mua xe chưa? Cháu làm gì có tiền, chú định tặng cháu xe à? Ôi, chú Tùng đẹp trai thế. Để chú giới thiệu cho em cháu 3 mẫu xe này nhé. Vâng, chú tâm lý thế, cho cháu 3 sự lựa chọn cơ. Wow. Nghe cho kỹ đây này. Đầu tiên là xe Pagani Huayra, chiếc Pagani duy nhất tại Việt Nam. Xe tăng tốc từ 0 đến 100km/h chỉ 2,8 giây. Sau đó đạt vận tốc tối đa là 383km/h. Giá xe rơi vào khoảng 80 tỷ đồng. 80 tỷ á chú? Vẫn chưa gấu bằng hai con sau đây đâu. Xe thứ hai là Rolls-Royce Phantom Hòa Bình Vinh Quang. Rolls-Royce á chú? Mẫu xe đăng siêu sang có thể đạt từ 0 đến 100km/h chỉ trong 6,1 giây. Tốc độ tối đa có thể lên tới 240km/h. Giá trị lăn bánh chiếc xe có thể lên tới 95 tỷ đồng. Được đấy chú ạ, cháu thích con này. Từ từ. Con cuối này mới là dã man con ngan này. Wow. Vẫn còn con đắt hơn hả chú? Chuẩn con vi khuẩn. Đó là xe Koenigsegg Regena, là chiếc xe đắt nhất và duy nhất tại Việt Nam. Ui. Giá vào khoảng bao nhiêu hả chú?
200 tỷ đồng. 200 tỷ á chú? Xe tăng tốc từ 0 lên 100km/h chỉ 2,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 440km/h. Chú tốt với cháu quá. Cháu không dám lấy chiếc xe đắt tiền như đâu. 200 tỷ liền. Chú lấy là cháu con đầu tiên. Con gì mà Pagani Huayra ấy chú. Mày nói liên thiên cái gì đấy? Thì chú định tặng cháu xe đấy. Tao ấy là tao đang liệt kê cho mày mấy con xe này. Để sau này ấy có mà lái xe ra đường mà có nhìn thấy mấy con này thì tránh nó ra. Ba bảo à thì không có tiền mà đền đâu.